3 tháng mà con tăng được 3cm. Thực sự đấy là một con số mà trước đây Linh chưa bao giờ dám mơ ước cả. Ngày trước thì bà ngoại của Gabon vẫn gọi hai bạn này là giống như cái rẻ bắt vai của bà ấy, tức là rất là nhỏ, rất là thấp, rất là còi, rất là lùn. Thế mà bây giờ Gabon nhà Linh đã có thể tự tin nằm trong top những bạn cao nhất lớp rồi. Các cô chú thấy thế nào ạ? Gabon đứng lên khoe chiều cao với mọi người. Con chào các cô chú ạ. Đấy, bây giờ mà đi ra ngoài đường mọi người cứ trêu là trông như ba chị em, bởi vì cao gần bằng mẹ rồi. Tất cả là nhờ có sữa non chuyên biệt tăng chiều cao của HAP này đây. Đây là một phương pháp nuôi con được các bà mẹ thông thái lựa chọn. Gabon nhà Linh thì đến tháng 9 này, hai bạn mới tròn mấy tuổi? 10 tuổi. Chính xác, và năm sau thì mới lên lớp 5. Nhưng trộm vía, bây giờ thì chiều cao của hai bạn đã sấp xỉ 1m48, còn cân nặng thì đã gần 50kg rồi. Phải nói là một con số mà trước đây mẹ Linh có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Nếu như mà các bố mẹ cũng đang loay hoay tìm một cái phương pháp tăng chiều cao cho con và phải đối diện với những áp lực trong việc chăm con giống như Linh trước đây vậy, thì hãy mua ngay HAP về cho con uống nhá. Hai bạn Gabon nhà Linh thì đã thử rồi và phải nói là cực kỳ thành công luôn. 10 tuổi mà con đã đạt được chiều cao đáng mơ ước, đó là 1m49 và nặng 49kg. Và con cũng là thành viên rất là tích cực trong đội thể thao ở trường. Các con thì cũng rất là năng động này, tự tin này. Nói thật là một người mẹ như Linh thì không có gì hạnh phúc hơn bằng việc là thấy con mình cứ phát triển khỏe mạnh về thể chất này, rồi về tinh thần này, về trí tuệ, rồi về tâm lý nữa, đúng không nào? Linh thì cũng vậy. Đối với Linh thì có một cái niềm hạnh phúc vô bờ bến trong cái hành trình nuôi Gabon, bởi vì từ nhỏ thì cũng khá là vất vả. Dạ. Con có nghĩ mẹ vất vả không? Có. Đương nhiên là vất vả rồi, bởi vì sinh đôi thì... sinh đôi là chắc cũng phải vất vả gần gấp đôi các mẹ bình thường. Thật ra chia sẻ với mọi người là trước đây thì Gabon nhà Linh cũng lười ăn lắm. Đặc biệt là nếu mà nói về chiều cao ấy thì so với các bạn ở lớp thì không bằng đâu, thậm chí là dưới mức trung bình, thấp hơn các bạn cùng trang lứa rất là nhiều. Và khi mà Linh quan sát thì Linh cũng thấy điều đấy nó ảnh hưởng rất là lớn tới tâm lý của con. Khi mà con đến trường thì con không nhiệt tình, không tự tin. Bởi vì là bây giờ các bạn ở trong lớp cũng rất là cao rồi, đứng với các bạn cùng lớp con mình thấp hơn các bạn thì nó sẽ luôn ở trong cái tâm lý là mặc cảm, so sánh rồi tự ti nữa. Bản thân Linh thì mình cũng quan sát và mình rất là sát sao về quá trình phát triển của con. Phải nói là cũng rất là áp lực. Vì thế cho nên là Linh cũng đã đổi sữa cho Gabon. Gabon, đến giờ này uống bao nhiêu loại sữa tất cả rồi, con nhớ được không? Nhiều hơn 4 ạ. Nhiều hơn thế rất nhiều, từ hồi con còn nhỏ con không nhớ được đâu. 20 loại sữa. Tóm lại là cũng phải đổi sữa mười mấy 20 lần rồi. Bởi vì mong muốn của mình là có thể bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho con. Thế nhưng mà chiều cao của con thì nếu như muốn không muốn nói rằng dậm chân tại chỗ thì thực sự là tăng nhưng mà không đáng kể. Đặc biệt là cái giai đoạn mà hai bạn ý 6 tuổi, tức là vào lớp 1, thì không được xếp vào danh sách chiều cao ở lớp mà thậm chí là còn bị xếp vào dạng thấp bé nhạy cân, hơi lùn. Cho nên lúc ấy mình nghĩ mình cũng thấy khá là tủi thân và mình cũng cảm thấy là hơi bị buồn, bởi vì là nuôi con thì mẹ nào mà chẳng muốn con cao lớn khỏe mạnh, đúng không ạ? Đấy nha. Có một vài bức ảnh khoe với mọi người, không phải khoe mà là muốn cho mọi người thấy là hồi xưa các bạn Gabon trông như thế nào. Đây ạ, ví dụ như cái ảnh này là hồi gọi là năm cuối mẫu giáo lớn chuẩn bị vào lớp 1. Đây, trông tong teo, bé xíu mà nói chung là lùn. Đây ạ, đây một cái ảnh này. Đây, ảnh này là ảnh của bạn Tô. Con nhận ra mình không Tô? À, đây ảnh chụp ở đâu nhỉ? Tầng 18. Đây là chủ ở tầng 18 VTV, lúc này cũng chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Mà chân tay khẳng khiu cò hương, nói chung là thấp bé, nhẹ cân, lùn tịt. Chả có gì tự hào cả. Hồi đấy thì khi mà đưa con bắt đầu khai giảng lớp 1 và vào trường ấy thì thấy các bạn cao lớn thì nói thật là mẹ Linh cũng cảm thấy rất là chạnh lòng. Nói chung lúc đó thì Gabon khá là thấp so với mặt bằng chung. Linh thì lúc nào cũng chỉ lo là có khi nào sau này lớn lên con theo gen mình mạnh quá không. Cho nên là mình thì chỉ có 1m58 thôi, mình chỉ sợ là con mình là con trai mà lại thấp lùn như mẹ thì buồn lắm. Sau này có bạn gái thì tự ti vô cùng nhà con nhỉ. Con trai thì phải làm sao hả con? Nhưng mà muốn mạnh mẽ ga lăng, yêu quý phụ nữ, giúp đỡ được phụ nữ thì phải làm sao? Cao lớn khỏe mạnh, đúng không nào? Đẹp trai. Đấy, tuy là cân nặng phát triển khá là ổn nhưng mà chiều cao của con lại là điều mà Linh cảm thấy lo ngại nhiều nhất. Mình cũng biết là ở xã hội hiện đại bây giờ và phát triển hiện nay thì các mẹ cũng thấy rồi đấy, người ta rất là coi trọng ngoại hình, đặc biệt là chiều cao. Chiều cao phải nói là ảnh hưởng đến 90% tương lai về nghề nghiệp của các con sau này. Thế nên là việc tìm cách để mà phát triển chiều cao cho con là một cái điều mà không chỉ bản thân Linh mà tất cả các bố mẹ Việt Nam mình thì đều coi đấy là một cái ưu tiên số 1.
Tuy nhiên thì đấy là câu chuyện của quá khứ thôi. Nỗi lo trong quá khứ của Linh đến bây giờ thì đã bị dập tắt hoàn toàn rồi. Bởi vì là Linh đã tìm thấy chân ái trong cuộc đời mình. Vâng. Đây, ta-da, chính là sữa hai ắp. Nào bọn, đây là sữa gì? Hai ắp ạ. À. Có ngon không? Có. Ôi là ngon luôn. Úi giời. Ngon đến mức thèm. Giọng mê, ôi là mê. Ngon đến mức thèm là dại luôn. Eo, cái giọng thảo mai sợ thế. Nói chung là sau bao nhiêu năm mà tìm kiếm cũng như là thay đổi đủ phương pháp tăng chiều cao cho con thì Linh đã tìm được hai ắp rồi. Và mình cảm thấy là rất là mãn nguyện. Bởi vì trước đây mình cũng tốn nhiều tiền trước, tốn khá là nhiều khoản đầu tư cho các loại thuốc rồi sữa tăng chiều cao cho carbon, nhưng mà mình đều không đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn. Cho đến khi mà mình biết đến hai ắp thì tất cả đều thay đổi vô cùng là ngoạn mục. Mà phải nói là cũng cảm thấy bản thân mình là một người rất là may mắn. Bởi vì là chia sẻ với các bố mẹ là trong một lần được mời tới dự một cái talk show về dinh dưỡng thì Linh có cơ hội được trò chuyện với bác sĩ Phan Bích Nga. Hiện nay thì bác sĩ Nga đang là giám đốc của trung tâm khám rồi tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia và cũng là phó chủ tịch của Hội Dinh dưỡng Nhi khoa. Hai ắp dòng sữa tăng chiều cao cho trẻ từ 3 tới 15 tuổi, đúng độ tuổi của Gabon nhà Linh luôn. Thế là mình không băn khoăn lăn tăn hay suy nghĩ gì cả mà mình mua liền hai thùng với mong muốn có thể cải thiện chiều cao cho con. Và thật sự là may mắn khi mà ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Gabon đã mê hai ắp rồi, đúng không con? Chuẩn luôn ạ. Ừ, bây giờ thì mẹ muốn phỏng vấn thật nhanh Gabon nhá, là cảm nhận của hai bạn khi mà thưởng thức xong ly sữa hai ắp đầu tiên. Con thấy rất ngon, ưng cái bụng luôn ạ. Ừ, thế còn bạn Bon? Con thấy sữa ngon, ngọt, thơm. Nhưng chỉ có mỗi một điều là anh Tô toàn tranh của con thôi. Sao lại tranh? Mỗi bạn một ly thì tranh nhau cái gì nhỉ? Bởi vì là con thèm uống nhiều hơn. Lại xin mà không được. Xin mà không được. Đấy. Ừ. Nói chung cứ đến giờ uống sữa là y như rằng chảnh chọe, mặc dù rõ ràng là tiêu chuẩn mỗi ngày là hai bạn hai ly, nhưng mà cứ bạn nào uống hết trước thì lại xin bạn còn lại, mà xin không được thì lại đòi mẹ pha thêm. Thế tình hình bây giờ là bạn nào đang cao hơn ấy nhỉ? Em cao hơn. Bạn nào? Anh. Em à. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m48, nặng 50 cân. Hôm qua vừa mới đo xong. Anh cao bao nhiêu? 1m47, nặng 49 cân. Ui giời, thế thì anh về uống hai ắp đi nhá. Đấy, cứ hở ra là có cơ hội là chảnh chọe nhau rồi. Mà nói đến uống sữa, đặc biệt là nói tới giờ uống hai ắp là thôi, y như rằng là không bao giờ phải giục nhá. Riêng hai bạn này nhiều khi còn phải nhắc nhở về chuyện học, nhắc nhở về vệ sinh cá nhân, rồi thậm chí nhắc nhở về dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà riêng uống sữa, và đến giờ uống sữa hai ắp thì không bao giờ phải nhắc nhở luôn. Thực sự là hai bạn đã thay đổi rất là nhiều, kể cả về vóc dáng rồi chiều cao. Chỉ sau có 3 tháng uống hai ắp thôi thì Linh thấy là Gabon đã tăng lên ngay lập tức là 3cm rồi. Và trộm vía là hai bạn cũng tự tin hơn, hoạt bát hơn, vui vẻ hơn ở trường. Con hào hứng tham gia những hoạt động thể thao ở lớp. Những lúc mà mẹ bận rộn quá thì mẹ nhờ thì cũng có thể quét nhà giúp mẹ, hay là gập quần áo, rồi thậm chí là cắm cơm được giúp mẹ nữa rồi. Bây giờ thì đã trở thành chàng trai khá là trưởng thành, nhiều lúc mẹ cứ gọi là vệ sĩ nhí của mẹ. Bây giờ thì hai bạn ấy đều rất là cao, khỏe. Mẹ Linh cảm thấy là thực sự rất là mừng, rất là vui và tự hào luôn. Bây giờ thì chắc là nhờ hai thanh niên xem có thể xuống bếp dọn dẹp giúp mẹ một xíu được không nhỉ? Hoặc là chơi gì đấy nhỉ? Vâng ạ. Để mẹ trò chuyện thêm với các cô chú được không? Vâng. Con chào các cô chú ạ. Ui dồi, ui, bye bye. Linh thì cũng chia sẻ với các bố mẹ là cũng tìm hiểu rất là kỹ về hai ắp rồi. Thậm chí là Linh cũng tham khảo thêm ý kiến của cộng đồng các mẹ thông thái trên mạng nữa. Và thực sự là sản phẩm sữa tăng chiều cao hai ắp thì nó rất rất tốt. Bởi vì nó là sự lựa chọn của hàng triệu bà mẹ trên đất nước Việt Nam này. Với nguồn canxi tự nhiên từ tảo Biển Đỏ. Phải nói là đây là một nguồn canxi rất là quý hiếm, với khả năng hấp thụ canxi cao gấp 200 lần các bố mẹ nhé, so với các loại canxi thông thường. Chính vì thế mà lượng canxi được dung nạp vào người sẽ tới xương nhanh hơn, cho hiệu quả nhanh hơn các bố mẹ ạ. Nguyên liệu quý hiếm với sữa non được nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ, được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn FDA, nên là các bố mẹ cứ yên tâm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con. Ở đây thì chúng ta có thể thấy thành phần là có canxi này, sữa non này và 17 vitamin khoáng chất thiết yếu khác như là vitamin D3, vitamin K2, rất là tốt trong việc phát triển chiều cao của bé. Các mẹ phải hiểu là nếu như mà thiếu một trong hai loại vitamin D3 hay là K2 thì việc mà chúng ta bổ sung canxi cho con là hoàn toàn lãng phí. Nên bảo sao trước đây con cứ ăn mãi, uống mãi nhưng mà chiều cao thì không được cải thiện là mấy. Trong khi đó thì sữa hai ắp sẽ giúp các bé có thể bổ sung tất cả dưỡng chất cần thiết cho việc phát triển chiều cao, cân nặng cũng như là trí tuệ của con. Linh tin là việc phát triển đều như thế thì sẽ giúp cho tương lai của các bạn có thể cao. 1m8 là một câu chuyện không quá xa vời. Thậm chí không muốn nói rằng rất là đơn giản, đúng không ạ?
Một ngoại hình sáng lạng thì sẽ giúp cho tương lai của con rộng mở hơn trong việc con sau này có thể thoải mái lựa chọn những nghề nghiệp mà mình yêu thích. Các ba mẹ đừng băn khoăn nữa mà ngay bây giờ hãy đặt hai app đi ạ. Linh mà đã giới thiệu cho các mẹ thì thực sự là giới thiệu từ tâm luôn. Bởi vì Gabon nhà Linh thì đã uống rồi và cảm thấy vô cùng là hiệu quả với dòng sữa này. Nên là Linh cũng muốn chia sẻ để tất cả các thiên thần nhỏ trong gia đình của chúng ta thì sẽ cao lớn hơn, thông minh hơn. Quá trình nuôi dạy các con của các mẹ thì cũng đỡ vất vả hơn. Ngay bây giờ thì các bố mẹ có thể gọi điện tới số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình, để lại số điện thoại của mình nếu như muốn con tăng từ 3 tới 5cm và có một tương lai rộng mở cho bố mẹ nhé. Hai app thì đang có rất là nhiều những chương trình ưu đãi hấp dẫn đang chờ đợi tất cả các bố mẹ đấy ạ. Chỉ với 2 ly hai app mỗi ngày thôi, với đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp con tăng chiều cao chỉ sau có 3 ngày thôi. Linh nhấn mạnh lại nhé, là 3 ngày thôi thì mình sẽ thấy rõ được sự thay đổi rõ rệt của con rồi. Các con sẽ hết biếng ăn, hết táo bón và con hợp tác hơn trong việc ăn uống. Con sẽ ăn nhiều hơn, dưỡng chất hấp thụ cũng sẽ tốt hơn. Con không còn ốm vặt nữa. Đặc biệt là sau 3 tháng thôi thì con sẽ tăng được 3cm. Nói chung là quá mãn nguyện luôn. Trước đây thì tốn rất là nhiều tiền để mà đầu tư các loại thuốc rồi là các sữa tăng chiều cao cho con nhưng mà đều không có hiệu quả. Cho nên khi đã biết tới hai app rồi thì phải nói là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Linh, đặc biệt là hành trình chăm sóc con, thì thay đổi ngoạn mục luôn. 2 ly hai app mỗi ngày với đầy đủ dưỡng chất giúp tăng chiều cao cho con mà giá lại chỉ bằng 1 ly trà sữa mà các mẹ vẫn đang uống thôi. Thực sự đối với Linh mà nói thì đây là một khoản đầu tư đúng đắn và có lời nhất từ trước tới giờ. Hai app phải nói là chân ái tăng chiều cao tuyệt phẩm dành cho các con. Các mẹ không tin thì cứ mua thử hai app về cho con sử dụng là sẽ biết ngay nhá. Linh thì cũng giống như hàng triệu bà mẹ trên đất nước Việt Nam cảm thấy mê hai app vô cùng và đã tin tưởng lựa chọn hai app để mà đồng hành trong sự phát triển chiều cao cho con. Chiều cao và tương lai của con tất cả đều nhờ cậy vào hai app luôn. Con không những ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn mà còn tăng chiều cao vù vù luôn. Thực sự là Linh cảm thấy ưng ý vô cùng. Cho nên là cho tới tận bây giờ khi mà Gabon 10 tuổi thì Linh vẫn duy trì sử dụng sữa hai app cho con. Và kể cả em của Gabon nữa, sau này chào đời thì chắc chắn cũng sẽ cho sử dụng hai app thật là sớm để con có một chiều cao trong mơ. Nếu như mà các mẹ để ý thì sẽ thấy là dường như cứ mỗi độ tuổi các mẹ lại phải đổ sữa cho con đúng không ạ? Tuy nhiên thì với hai app các mẹ có thể duy trì sử dụng cho con cho tới tận con 15 tuổi, thậm chí là 17, 18 tuổi thì vẫn có thể uống hai app được. Cũng phải tâm sự thật nỗi lòng của mình là Linh thì vốn là không cao, còn chưa được 1m6, chính xác là có 1m58 thôi. Bản thân mình thì thấp, cho nên là mình không muốn là con cũng theo gen mình, tức là sau này thì cũng sở hữu cái chiều cao khiêm tốn như vậy, nó sẽ rất là bất lợi cho con. Cứ nghĩ là để cho con phát triển chiều cao một cách tự nhiên, nhưng thực sự thì đó là sai lầm của rất nhiều các bậc phụ huynh. Thực tế là chúng ta đang lấy đi mất cơ hội phát triển chiều cao và phát triển tương lai của chính con em mình đấy ạ. Cho nên là ngay bây giờ hãy thật là nhanh tay đồng hành vì tương lai của các con, các bố mẹ nhé. Các bố mẹ hãy nghe lời Linh là mình sẽ đặt ngay hai app cho con uống. Uống hai app 1 tháng thôi là chúng ta thấy con sẽ cải thiện được chiều cao từ 1 tới 2cm rồi. Sau 3 tháng thì con sẽ tăng từ 3 tới 5cm. Ba mẹ đừng quên để lại số điện thoại ngay dưới video chia sẻ này của Linh nhé, để có thể sở hữu hai app và sở hữu những tip tăng chiều cao cho con đơn giản ngay tại nhà. Cam kết chấm dứt tình trạng táo bón sau 3 ngày, tăng 3 tới 5cm chiều cao chỉ sau 3 tháng thôi ạ.